Trên màn ảnh của chúng ta lúc này là đội hình xuất phát của Đại Từ, thủ thành mang áo số 1 Bùi Văn Huấn, Huấn Hoa Hồng, cao thủ mang áo số 6 Nguyễn Hoàng Hiệp, Hiệp Châu, số 15 Cao Xuân Đạt, Đạt Mít, số 96 là Rachin Bello và trung vệ Nguyễn Việt Phong, Phong Bướm. Huấn luyện viên trưởng của Đại Từ là ông Nguyễn Ngọc Duy. Nhưng ngày hôm nay thì người chơi cao nhất trong đội của Đại Từ vẫn là Rachin Bello, người đã có một cú đúp vào lưới của kicker đại diện của Malaysia ở lượt trận thứ hai. Trận đấu của chúng ta đã được bắt đầu. Trong đội hình của Đại Từ, bế con trên khán đài của sân Hoàng Mai, pha thu hồi bóng tốt của cầu thủ Thái Lan có thể dứt điểm. Trong đội hình của Thái Lan thì Hiệp Châu đi bóng vào khu vực trung lộ có thể dứt điểm, cú sút. Đường truyền của Dũng Nem, người đang cầm bóng là Thái Rooney. Rachin Bello qua người, căng ngang. Bóng không qua được vị trí của trung vệ Thái Pat. Pha xử lý của Thái Rooney dứt điểm. Tình huống xoay sở rất hay của Nguyễn Văn Thái. Thái Rooney là sự bổ sung chất lượng của Đại Từ trong những giải đấu lớn của lượt trận thứ 3, lượt trận cuối cùng giải bóng đá 7 người quốc tế Cup Wika 2024. 6 bàn thua. Cơ hội dành cho Đại Từ. Hiệp Châu làm gì? Đường chuyền không vào. Pha bóng hơi giật mình của Rachin Bello. Hiệp Châu đã làm tất cả những gì có thể, nhưng có lẽ là tiền đạo của Đại Từ đã nghĩ rằng Hoàng Hiệp sẽ tung ra một cú dứt điểm thay vì một tình huống chuyền bóng. Nỗ lực tiếp xúc bóng bằng chân trái của Bello đã bị hơi lỡ nhịp. Một tình huống mà chúng ta thường nói vui là và dọn dẹp rất tốt. Pha qua người hay của Hiệp Châu và đã có lỗi rồi. Tình huống phạm lỗi này là của đội trưởng bên phía Nông Phu Cao, đó là Thai Pat. Sau khi bị Hiệp Châu kiếm ba chục với pha sâu kim này, đây là hai cái tên sáng giá nhất cho danh hiệu này một giải năm nay. Sút xa. Pha cứu thua rất hay của thủ thành Sarawut. Và đó là tình huống ra chân của Đạt Mít. Chúng tôi đã đề cập tới khả năng sút xa của Đạt Mít. Người đang cầm bóng là Việt Phong. Và treo bóng bổng, đánh đầu. Tình huống dứt điểm vừa rồi là của Dũng Nem. Điều chuyền của Dũng Nem. Phối hợp Đạt Mít, Hiệp Châu. Cơ hội. Một pha bóng lộn xộn trong khu vực cấm địa của Nông Phúc Cao. Trong trận đấu với kicker khi được rảnh chân thì số 13 này tung ra rất nhiều những cú sút sấm sét. Hiệp Châu, đường chuyền, cơ hội, Việt Phong. Đó là một tình huống đưa bóng sang cột 2 của Phong Bướm. Đường chuyền dành cho Hoàng Hiệp, cơ hội. Hiệp Châu làm gì? Hiệp Châu chân trái. Cú đá hơi nhẹ. Và cú dứt điểm vừa rồi chưa thể làm khó cho thủ thành của Đông Phúc Cao. Tới lúc này thì danh hiệu vô địch cũng như là vị trí thứ tư tại giải đấu lần này đều đã xác định được chủ nhân. Một pha ra chân với cú đá rất căng của Hoàng Hiệp. Bóng đã dội cột dọc ở tình huống vừa rồi. Cả Hiệp Châu và Đạt Mít đều là những cầu thủ có kỹ năng sút xa rất tốt. Thái Pat. Cơ hội dành cho cầu thủ Nông Phúc Cao, dứt điểm, không vào. Cú đá vừa rồi là của cầu thủ chạy cánh phải Natawood. Nhưng cú đệm bóng này của số 24 vẫn chưa thắng được thủ thành Huấn Hoa Hồng. Một cơ hội rõ nét dành cho cầu thủ Nông Phúc Cao. Nỗ lực qua người của Kim Bello. Sẽ có một quả đá phạt dành cho Đại Từ. Dũng Nem, chân trái, cú đá rất căng của Phong Bướm. Nhưng một lần nữa thì thủ môn của Nông Phúc Cao lại chơi rất xuất sắc. Thêm một tình huống cứu thua nữa của Sarawut. Thái Rooney. Lúc này thì Nguyễn Văn Thái đã di chuyển lệch sang hành lang cánh trái. Dứt điểm, không vào. Một lần nữa thì thủ môn của Nông Phúc Cao lại thi đấu quá xuất sắc để ngăn chặn bàn thắng của Hiệp Châu. Việt Phong có thể dứt điểm. Cú sút. Lại là một pha sút bóng căng của Việt Phong nhưng cũng chưa thể đánh bại được thủ môn của Nông Phúc Cao. Của hiệp 1, đứng trước bóng đang là Thái Rooney. Đạt Mít đang ở tư thế khá chống trải, dứt điểm ngay.
Có thể thấy là trong hiệp đấu thứ nhất thì thủ thành bên phía Nông Pu Cao, đó là Sarawut, đang là một trong những nhân tố nổi bật nhất của đại diện Thái Lan. Anh đã rất nhiều lần cứu thua cho cầu thủ Nông Pu Cao. Và thêm một lần nữa thì thủ môn này lại thành công trong tình huống ngăn chặn cú đá của Hiệp Châu. Pha phối hợp Việt Phong, pha bắt bài rất hay của thủ thành Sarawut. Trận đấu đang trở nên hấp dẫn hơn trong những phút đá bù. Phạm lỗi rồi và sẽ có thẻ phạt dành cho Kim Bello. Một tình huống buộc phải phạm lỗi của tiền đạo bên phía Đại Từ để ngăn chặn pha lên bóng của mũi công nguy hiểm Surachet. Một cơ hội lên bóng triển vọng của Nông Pu Cao ở Việt Nam của chúng ta. Rất nguy hiểm, cú đá xuyên rào. Một pha dứt điểm rất tốt của chân sút mang áo số 66, đó là Pon Pong, tiền đạo của Nông Pu Cao. May mắn cho Đại Từ ở tình huống vừa rồi khi Huấn Hoa Hồng đã thi đấu xuất sắc. Hàng thủ của Nông Pu Cao đang đứng khá kín. Có lẽ họ cũng biết rằng cao thủ Đại Từ có kỹ năng dứt điểm từ xa tốt như thế nào. Bóng vừa rồi sang ngang, dứt điểm tiếp vẫn không vào. Hai pha ra chân liên tiếp của Dũng Nem. Tình huống xử lý hớ hênh của Việt Phong. Nhưng may mắn cho phòng bướm khi Huấn Hoa Hồng đã sửa sai cho anh. Bùi Văn Huấn đã ngăn chặn được cú đá của Pon Pong. Trước đó thì Việt Phong đã có một pha chạm bóng rất thiếu cảm giác. Hiệp Châu đang đi bóng với tốc độ rất cao và anh đã bị phạm lỗi. Lần này sẽ có thẻ vàng. Không thể khác được đối với cầu thủ mặc áo số 13 Surachet. Ở thời điểm trong hiệp đấu thứ nhất thì Surachet cũng đã có rất nhiều những tình huống phạm lỗi. Nhưng với pha bóng này thì anh xứng đáng phải nhận thẻ. Một trận đấu khá cân tài cân sức giữa Đại Từ và cao thủ Nông Pu Cao. Chúng ta cùng một lần nữa theo dõi lại pha phối hợp rất hay của cầu thủ Đại Từ. May mắn đã không mỉm cười với Dũng Nem ở tình huống vừa rồi. Chân trái nguy hiểm, bóng đã đi vào lưới của Nông Pu Cao, Nông Pu Than. Một pha xử lý từ hành lang cánh trái của cầu thủ Đại Từ. Và người chạm bóng cuối cùng có lẽ là Phan Văn Thái. Nét mặt của chủ tịch Dương Văn Cường đã giãn ra sau khi cuối cùng thì đại diện của Việt Nam cũng đã có được bàn thắng để vươn lên dẫn trước sau cú đá bằng chân trái của Phong Bướm. Bóng đi lập bập và cầu thủ Đại Từ đã có được bàn thắng để vượt lên. Bàn thắng này chắc chắn sẽ khiến cho trận đấu của chúng ta trở nên hấp dẫn hơn nữa. Rất hay, chân trái và tỷ số cũng ngay lập tức đã được san bằng 1-1 cho cầu thủ Nông Pu Cao, Nông Pu Than. Đó là bàn thắng của Thirapong. Chỉ ít phút, chính xác là ít giây sau khi Đại Từ có được bàn thắng mở tỷ số trận đấu thì đại diện của Thái Lan cũng đã ngay lập tức đưa trận đấu trở về thế cân bằng. Pha lập công thứ 3 của tiền vệ Thirapong ở giải đấu lần này. Dương Út đã dễ dàng bị đối phương vượt qua. Pha hãm bóng quá tốt với tình huống ngoặt bóng đầy bất ngờ của số 8 đã loại bỏ các cầu thủ phòng ngự áo trắng. Surachet được chuyền cơ hội. Huấn Hoa Hồng đã kịp thời băng ra. Cơ hội dành cho Thái Rooney, được chuyền. Dứt điểm vào. Đó là pha lập công chuộc tội của Dương Út. Dương Út sau khi bị Thirapong vượt qua dẫn tới bàn thua của Đại Từ thì lần này số 88 đã lập công để giúp cho Đại Từ một lần nữa lại vượt lên dẫn trước. Người kiến tạo là Thái Rooney. Pha đặt bóng quá khó vào góc xa của Xuân Dương. Hai một dành cho đại diện của Việt Nam. Đội bóng Thái Nguyên một lần nữa lại vượt lên dẫn trước đội bóng tới từ Thái Lan. Và dàn xếp đá phạt khá hay của cầu thủ Nông Pu Cao. Người dứt điểm vẫn là số 13 Surachet.
Gần như mọi tình huống dứt điểm từ xa thì bóng đều tìm tới vị trí của số 13, người đã thực hiện pha giật bóng bằng gầm vừa rồi là số 55, cầu thủ mới vào sân từ băng ghế dự bị, đã khẳng định được tên tuổi của mình. Đánh đầu không vào, thêm một cơ hội tốt dành cho Nông Phúc Cao. Pha dứt điểm vừa rồi là của tiền đạo mang áo số 66 Pon Pong. Bóng đập đất và trở thành một đường chuyền tốt dành cho Pon Pong. Đường chuyền hay, Dương Út đưa bóng xuống đáy. Phan Thái làm gì, trả ngược dứt điểm không vào. Một pha phối hợp rất nhịp nhàng của cầu thủ Đại Từ. Hiệp Châu, Phan Thái, Dương Út, tất cả đều đã tìm thấy nhau trong đường bóng này. Pha trả ngược cũng thực sự là rất thuận lợi của Phan Văn Thái dành cho Hoàng Hiệp. Tuấn Vip đường chuyền, Phan Thái. Pha chạm bóng với cảm giác không tốt của tiền đạo bên phía Đại Từ. Và bây giờ là cơ hội phản công dành cho Nông Phúc Khao. Đánh đầu không vào. Thêm một pha dứt điểm ở cột 2 của Pon Pong sau cú đá của số 13 Surachet. Pha đưa bóng hơi khó của Surachet dành cho tiền đạo của Nông Phúc Khao. Rất khỏe. Tình huống lên bóng của cầu thủ Thái Lan, cơ hội. Nỗ lực xoay sở dứt điểm chân trái, hai pha dứt điểm liên tiếp vẫn còn cơ hội, không vào. Quá đáng tiếc cho Pon Pong cũng như cầu thủ Nông Phúc Khao. Một cơ hội quá tốt để họ có thể tìm kiếm bàn thắng san bằng tỷ số. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này, một loạt những tình huống dứt điểm được đưa ra bởi các cầu thủ áo đỏ. Trong tư thế khung thành đã mở toang. Tình huống thoát pressing không thành công, cầu thủ Nông Phúc Cao cơ hội dành cho Đại Từ đường chuyền. Hiệp Châu trả ngược dứt điểm không vào. Đó là pha ép lòng của Dương Út. Tình huống phối hợp ở khu vực trong trung lộ mạo hiểm của Nông Phúc Cao suýt chút nữa đã khiến cho họ phải trả giá. Một pha chuyền bóng từ vị trí thủ môn lên tiền vệ ngay ở khu vực trung lộ và cầu thủ Thái Lan đã để mất bóng. Sau đó thì Long Nhật, Hiệp Châu và Dương Út đã có một tình huống phối hợp hay, nhưng vẫn chưa có bàn thắng thứ ba dành cho cầu thủ Đại Từ. Được chuyền hay, Hoàng Hiệp làm gì, qua người dứt điểm không vào. Pha ra chân nhanh của Hiệp Châu. Trước đó là một loạt những tình huống đảo chân rất kỹ thuật của Hoàng Hiệp, những pha xử lý quen thuộc của tiền vệ bên phía Đại Từ. Nhưng đáng tiếc cho Hiệp Châu khi cú dứt điểm vừa rồi bóng vẫn không đi trúng cầu môn thì mới có thể giành được ngôi vị Á quân. Một kết quả hòa cũng là đủ để cho Đại Từ có thể xếp trên câu lạc bộ của Thái Lan. Hiệp Châu được chuyền hay dành cho Dương Út, tiếp tục phối hợp. Phan Thái dứt điểm không vào. Một ngày thi đấu quá xuất sắc của Saraut. Chúng ta không kịp thống kê nhưng có lẽ thủ thành này phải cản phá trên dưới. Đường chuyền tốt. Chân trái. Và tỷ số được san bằng hai đều. Cú đá quá căng. Một pha dứt điểm cực kỳ chất lượng của số 22 Noparut. Nó mang lại những giây phút rất phấn khích cho số ít cổ động viên tới từ Thái Lan đang góp mặt trên khán đài sân Hoàng Mai. Hai đều. Và ít phút còn lại trong cuộc đọ sức ngày hôm nay chắc chắn sẽ là những phút giây rất hấp dẫn của cặp đấu này. Chúng ta cùng xem lại pha xử lý của cầu thủ mang áo số 22. Cú đá vào góc xa quá hiểm hóc của Noparut khiến cho huấn hoa hồng không kịp trở tay. Tình huống này thì tiền đạo Pon Pong cũng đã chờ sẵn ở cột 2. Tình huống vừa rồi đơn giản là một pha bóng mà chân sút mang áo số 22 là Noparut đã có pha dứt điểm quá xuất sắc. Phan Thái dứt điểm không vào. Vẫn chưa thể đánh bại được Saraut. Những chuyên gia sút xa của Đại Từ ngày hôm nay đều bất lực trước thủ thành của Nông Phúc Khao. Phan Thái, đường chuyền của Tuấn Vip. Đây là Dương Út phối hợp cùng với Hiệp Châu rất hay. Hoàng Hiệp làm gì, vào
Bàn thắng ở phút thi đấu chính thức cuối cùng, và có lẽ nó sẽ dập tắt tất cả những hy vọng của người Thái trong trận đấu ngày hôm nay. Bây giờ như chúng tôi đã nói, đại diện của Thái Lan sẽ cần phải ghi ít nhất 2 bàn nữa mới có thể giành được ngôi Á quân của giải bóng đá 7 người quốc tế Cup WK 2024. Hiệp Châu lần này không chọn giải Pháp với một cú sút căng nữa, bởi anh hiểu rằng những cú đá với lực mạnh đều chưa thể đánh bại được thủ thành Sarut. Chúng ta đang đến với những diễn biến cuối cùng của cặp đấu giữa Đại Từ và Nông Pukao. Và tiếng còi của trọng tài Mạnh Hải cũng đã cất lên. Trận Thự Hùng, trận cầu tâm điểm trong buổi chiều ngày hôm nay khép lại với chiến thắng chung cuộc 3-2 dành cho cầu thủ Đại Từ. 6 điểm sau 3 lượt trận giúp cho Đại Từ giữ được ngôi vị Á quân tại giải bóng đá 7 người quốc tế Cup WK 2024. Chỉ xếp sau đại diện còn lại của Việt Nam, đó là Hiếu Hoa Kohako. Đội bóng xếp thứ 3 đó là Nông Pukao Nông Puthan của Thái Lan. Và câu lạc bộ xếp cuối cùng là Kicker của Malaysia.